Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp do virus Dengue gây ra, thường lan thành dịch lớn. Bệnh có đặc điểm lâm sàng là xuất huyết trụy tim mạch và dễ đưa đến tử vong nếu điều trị không kịp thời và không đúng mức. Muỗi vằn Aedes aegypti là trung gian truyền bệnh chính. Đây là loại muỗi sống ở nơi bùn lầy, nước đọng chung quanh nhà hoặc các nơi ẩm thấp tối tăm. Muỗi cái hút máu và truyền bệnh về ban ngày. Sau khi hút máu người bệnh, muỗi Aedes có thể truyền bệnh ngay. Nếu không có cơ hội truyền bệnh, lượng máu đọng lại và siêu vi tiếp tục tồn tại trong ống tiêu hóa và ở tuyến nước bọt của muỗi cho đến khi có dịp truyền cho người khác. Theo y học cổ truyền, bệnh sốt xuất huyết có biểu hiện lâm sàng được đề cập đến trong phạm trù chứng lưu hành tính xuất huyết, chứng phát diệt, chứng chẩn thuộc ôn bệnh truyền nhiễm của y học cổ truyền. Nguyên nhân do ôn nhiệt dịch độc nhập vào vệ khí và dinh huyết gây bệnh. Bệnh sốt xuất huyết Dengue có 4 hội chứng lâm sàng chính như sốt cao, sốt huyết, gan to và trụy mạch. Phân độ sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết không sốc. Độ 1, sốc kèm theo các dấu hiệu không đặc hiệu và dấu hiệu dây thắt. Độ 2, sốt huyết tự nhiên kèm theo triệu chứng của độ 1. Sốt xuất huyết có sốc. Độ 3, trụy mạch với mạch nhanh, nhẹ, huyết áp giảm hoặc kẹp lại, chi lạnh, bứt rứt. Độ 4, trụy tim mạch nặng với mạch và huyết áp không đo được. Nguyên tắc điều trị của y học hiện đại. Bồi hoàn nhanh chóng và hiệu quả số lượng huyết tương bị mất do thoát mạch bằng các dung dịch điện giải và dung dịch keo, cải thiện nhanh chóng tình trạng rối loạn tuần hoàn, giảm nguy cơ đông máu nội mạch giải rác qua việc truyền máu nếu có xuất huyết nhiều. Điều trị sốt xuất huyết Dengue bằng y học cổ truyền. Trong bệnh sốt xuất huyết, điều trị theo y học cổ truyền chỉ dùng phối hợp với y học hiện đại trong trường hợp không có sốc hoặc giai đoạn phục hồi. Trong trường hợp có sốc, cần điều trị chủ yếu bằng y học hiện đại, không điều trị bằng y học cổ truyền và theo dõi cẩn thận, tránh những biến chứng có thể gây ra nguy hiểm đến tính mạng cho bệnh nhân. Bệnh ở vệ phận. Phép trị, sơ biểu, thanh nhiệt, giải độc. Bài thuốc ngân kiều tán gồm kim ngân hoa 12g, liên kiều 8g, kinh giới 10g, đậu xị 10g, bạc hà 12g, ngưu bằng tử 14g, trúc diệp 16g, cắt cánh 10g. Tỳ khí hư. Phép trị, bổ tỳ ích khí. Bài thuốc bát chân thang, bổ trung ích khí thang. Một số bài thuốc nam theo phác đồ điều trị sốt xuất huyết độ 1-2 bằng thuốc y học cổ truyền của Bộ Y tế. Bài thuốc 1, lá cúc tần 12g, hạ sốt, củ sắn dây 20g, thanh nhiệt, có thể thay bằng lá dâu, cỏ nhọn nồi 16g để cầm máu. Rau má 16g có tác dụng nhuận gan, thanh nhiệt, có thể thay thế bằng một trong các vị khổ qua, rành rành, nhân trần, cúc hoa. Mã đề 16g để lợi tiểu, lá tre 16g để hạ sốt, thanh nhiệt. Chắc bá diệp là sao đen 16g để cầm máu. Gừng tươi 3 lát để kích thích tiêu hóa, chống nôn, giải biểu, giải độc. Về phòng ngừa bệnh. Hiện nay, sốt xuất huyết chưa có thuốc phòng ngừa. Ở những vùng có sốt xuất huyết lưu hành thường xuyên, việc phòng ngừa được tiến hành như sau. Theo dõi sát tất cả các trường hợp có sốt trên 38 độ C. Những trường hợp không rõ nguyên nhân nên tiến hành xét nghiệm để xác định nguyên nhân. Đối với những trường hợp mắc bệnh, dựa vào phân độ của Tổ chức Y tế Thế giới WHO để xếp độ và có biện pháp theo dõi cũng như điều trị thích hợp. Chú ý các biện pháp vệ sinh môi trường như phun thuốc diệt muỗi, diệt long quăng, dọn dẹp sạch sẽ các nơi bùn lầy, nước đọng, các vật chứa nước cặn, ngủ mắc màn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.